nhiều khác nhau, nhưng mà còn dưới góc nhìn của học viên thì sinh viên nói gì về quá trình dạy học hành? Thì hôm nay là nhân cái buổi hội thảo này thì chị xin trình bày một số ý kiến, nhưng mà những ý kiến này là được đúc rút từ một cái cuộc điều tra nhỏ, bởi vì thực sự là giống như thầy Hồng vừa nói là được bao nhiêu sinh viên thì em cũng thành thật nói, bởi vì em cũng không có kinh phí đến thời gian nhiều, cho nên là em chỉ điều tra khoảng được 4 lớp, nhưng mà mỗi lớp thì chỉ được khoảng cái gì lớp của em chọn ra đưa cho một số sinh viên, nhưng mà có dành thời gian để trực tiếp nói chuyện với sinh viên nữa để hiểu hơn về tâm tư nguyện vọng của sinh viên, cho nên là ở đây là mạnh dạng nói đó là cái góc nhìn của sinh viên. Sau hơn 2 năm trường mình tiến hành dạy và học tổ chức thì đã có không nhiều xảy ra rất là nhiều bất cập, và những cái bất cập đó thì sinh viên họ nói gì? Thứ nhất là bất cập đó không phải là chỉ có về phía người học mà còn là về phía người tổ chức quản lý cũng như là người dạy. Và sau đây là cái kết quả khảo sát mà chỉ bởi vì thời gian ngắn cho nên chỉ đưa ra một số những kết quả mà mang cái tính là để dẫn đến những cái đề xuất kiến nghị nhà trường. Thì thứ nhất là điều gì là khó khăn đối với sinh viên khi học tổ chức? Khi mà được hỏi là học tổ chức có khó